Hello anh em, hôm nay giới thiệu cho anh em cái SketchUp vẽ cái tủ bếp và tính vật liệu để sản xuất. Thì mục đích của cái SketchUp này là kết hợp với cái bếp này là gì? Thì thứ nhất là nói về cái SketchUp. SketchUp này là dùng để vẽ cái tủ như này. Đấy, vẽ ra để đi vẽ cho khách xem, cho mình nhìn, cho thợ nhìn. Thì anh em nào mà đi nhận công trình mà mình biết vẽ này thì đúng rồi, thì để chốt gần như là 80%. Mình biết vẽ mà tỷ lệ chốt của mình toàn 10-20% gì đấy. Thôi vào luôn vấn đề. Sau khi mình dựng cái tủ như này, đây là mình dựng để sản xuất. Thế còn mình dựng cho khách xem thì mình chỉ dựng trong vòng tầm 10 phút 15 phút xong cái tủ bếp như này. Còn để mà dựng để sản xuất ấy, thì nó sẽ mất khoảng một tiếng hơn một tiếng. Nhưng mà được cái là dùng dựng một lần rồi thì lần sau không phải dựng lại nữa, chỉ chỉnh lại kích thước thôi. Thế thì sau khi anh em dựng xong như này, lúc mình dựng mình đặt tên các cánh, ví dụ cánh này của nó, đặt tên nó đây, đặt tên thì cái tên nó ở bên trong, nó nằm bên trong, nó đằng sau này, có nhìn được không? Đại loại là cái nhìn ở đây là sẽ hiểu này. Khi mình dựng thì mình đặt tên là những cái này để mà lát nữa mình cắt ra cho mình biết là cái gì, hoặc là thợ ấy lắp nhìn cũng biết là cái gì. Nó giống như cái máy CNC làm xong nó dán tem các kiểu luôn. Đấy, sau khi mình dựng xong đi thì mình tính được vật liệu. À, tính đầu tiên thì mình dựng xong thì mình vào cái phần này. Mình tính được mất bao nhiêu tấm. Ở đây tấm min 38 mình mất 6 tấm. Min 1 đến 4 mất 3 tấm, alu mất 4 tấm. Nhập được tính được luôn cả tiền nhé. Cái tiền này thì mình chỉ nhập demo thôi, chứ mình thực ra mình chả biết nó là bao nhiêu tiền. Áng áng mà không sao rẻ nhỉ, 4,9 triệu. Đây, cái này là 1 mm, này là cái chỉ dán cạnh, chả biết bao tiền một mét chỉ nữa. Áng áng tập này thôi, có thể đắt hoặc rẻ rồi. Đấy là phần phụ kiện. Nhưng phần cấu kiện này là gì? Cấu kiện là các tấm sau khi pha ván nó sẽ ra được bao nhiêu với bao nhiêu, kích thước cắt bao nhiêu, nó nằm trong này hết này. Zoom to lên phát để nhìn nhá. Đấy, ở trong này ví dụ cái bệ này đi, thì cái bệ này của nó là kích thước sau khi cắt và dán cạnh phủ ghi ấy là 570 x 323. Thế thì cái thằng này nó dán cạnh một chiều, cái bệ này mình chỉ dán cạnh bên dưới thôi mà, thì nó còn 569 và 323. Đấy, mình chỉ dán cạnh bên dưới thì nó đỡ ẩm mốc, ví dụ nhà nó đỡ ẩm. Đấy là anh em làm có tâm thì dán dưới. Bình thường là một chỗ là nó chỉ đóng được cái chân nhựa thôi, chứ làm gì có chuyện nó dán cho. Đây là có tầm lắm mới dán. Thế còn cái grain là gì? Grain là cái chiều cắt. Một là cắt theo chiều dọc, hai là cắt theo chiều ngang. Thùng thì cũng không quan trọng lắm, thích cắt theo chiều nào thì cắt. Cánh mới quan trọng. Nhưng mà đấy được cái cánh của mình thì nó lại màu trắng, là cắt theo chiều nào như nhau. Đấy, thì trong cái này mình cần quan tâm cái gì? Quan tâm cái thứ nhất là cái label này. Cái label này là cái tên khi mình nhập. Đấy, cái chất liệu của mình là min 38. Và cắt phủ bi là 570 x 323. Thế khi mình phải tính, mình chưa cái chỉ 1 ly mà, mình đang quyết định cái chỉ là 1 ly. Khi mình cắt 569 và 323. Thế còn bây giờ cắt tấm nào như thế nào và cắt theo chiều nào ấy, của cái tấm thì là tối ưu nhất. Thì mình không xem ở đây, mình phải xem ở cái phần netting. Đấy, tạm thời thế là anh em hiểu được là phải cắt kích thước như thế nào, phải quan tâm cái cột nào đúng không? Đấy, còn cái top này, cái này thì đây là cái chiều dán chỉ thôi. Mấy cái thông số này là dán chỉ dán cạnh. Sau khi cắt xong thì mình phải tính cái phần dán cạnh này, mình chưa quan tâm vội. Ok, tắt cái phần này đi, quay lại phần netting. Netting có nghĩa là xếp tấm này, cái công cụ này. Xếp cái tấm này là gì? Xếp cái tấm này là sau khi mình cắt, là sau khi mình dựng xong ấy, là mình sẽ phải ra cái khâu sản xuất. Thì đây, bốn cái tấm alu của mình sẽ cắt như thế này. Đây. Đấy, cắt như thế này. Đấy, còn cánh của mình, đây là cánh màu 1-4 mình sẽ cắt ra như thế này. Đây nó có tên hết rồi. Đấy, cắt xong anh em được đánh dấu lại hoặc ghi lên, như máy CNC nó hay in tem xong dán. Đấy, đây là hai cái cánh của cái tủ bát này. Đấy, cái cánh như này, anh em nào mà xếp được ván như này thì đỉnh cao đấy, không cần phải máy tính đâu. Đấy, cánh như này mất gần 3 tấm ván. Còn anh em tự cắt thì chắc là mất tầm 4 tấm, tính mất tầm 4 tấm.
có thể không đến, nó còn do trình độ của anh em tính ván như nào. Ông nào kinh nghiệm lâu năm thì có thể là tính chuẩn hơn, ông nào thợ mới thì đúng là xác định làm lỗ. Đấy, đấy là cái phần cánh. Đây là hồi, hồi thì mất 1 2 3 4 5 gần 6 tấm. Hai cái này là mặt sau của nó. Đấy, mặt sau không không quan tâm, không quan tâm hai cái tấm này. Đấy. Thế thì đây mất 6 tấm ván. Thế gọi luôn. Đấy, còn thừa bao nhiêu này? Thừa bao nhiêu thì chúng làm gì thì làm. Trong mỗi cái tấm nó đều có tên đặt hết rồi này. Đấy, trên bên bếp, nghĩa là cái bên bên lắp cái bếp ấy, cái tủ ở chữ L mà. Đấy. Kích thước là đã có chi tiết ở trong cái phần kia. Đây là cái sơ đồ để mình cắt thôi. Mình nhìn này, mình hình dung là mình cắt tấm nào trước, đưa cái máy lên bàn 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 cưa thì mình cắt như thế nào. Đây, ví dụ cái tấm này là cắt theo chiều dọc như này một phát này, xong rồi cắt theo chiều ngang lên một phát này, xong lại cắt như này như này như này. Đấy, anh em thợ nhìn phát là biết ngay, mình chưa làm thợ bao giờ mình nhìn thì cũng biết rồi. Mình kinh nghiệm lắm, kinh nghiệm của mình là 4 năm làm lập trình, 2 năm làm nội thất, hơn 2 năm rồi, gần 3 năm rồi. Nhưng mà thích mò mấy cái này lắm. Đấy, thế thôi. Đấy, anh em nào muốn học thì inbox nha. Học một phí ấy, không học free đâu, phí cao ấy, chả làm gì rẻ cả. Đây là làm nội thất rẻ thì sơn goodbye, làm rẻ mệt lắm, làm rẻ về sau đi bảo hành vất lắm. Thôi không làm hàng rẻ, chưa đủ trình thì làm hàng đắt, nhưng mà không làm hàng rẻ. Thôi kết thúc video ở đây, chỉ được tầm 10 phút thôi vì cái phần mềm này chưa mua bản quyền, nó chỉ cho quay 10 phút thôi, được 7 phút đấy nhá. Anh em học thì inbox là alo nhá.